Hiện nay, xu hướng chuyển qua dùng thịt kết hợp với các loại rau củ trong bữa ăn hàng ngày là cách giảm cân mà rất nhiều người chọn lựa. Hai các chế độ ăn kiêng thường được biết đến với tên gọi Eat Clean, Keto, Low Carb đều hướng đến giảm tinh bột và tiêu thụ lượng lớn thịt đỏ. Vậy có hiệu quả không khi ăn thịt đỏ để giảm cân? Tiến sĩ, bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Bình, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park sẽ giải đáp trong video sau nhé. Trước khi làm rõ vấn đề trên, ta cùng tìm hiểu thịt đỏ là gì? Có phải tất cả các loại thịt có màu đỏ được gọi là thịt đỏ? Thịt đỏ được định nghĩa là thịt từ các loài động vật có vú như là thịt bò, thịt heo, thịt trâu, thịt dê, thịt cừu, thịt nai, thịt ngựa, thịt thỏ. Sở dĩ gọi là thịt đỏ vì các loại thịt này chứa nhiều myoglobin, protein giúp liên kết các nguyên tố sắt và vận chuyển oxy trong máu. Một cách đơn giản để nhận biết chính là loại thịt có màu sắc đỏ khi còn tươi sống và sẽ chuyển sang màu tối hơn nếu được nấu chín chứ không chuyển thành màu trắng. Thịt đỏ là một trong những nguồn thực phẩm bổ dưỡng nhất do thành phần giàu đạm, sắt, kẽm, vitamin B12 và các dưỡng chất khác. So với thực phẩm giàu đạm khác, các loại thịt đỏ thường cung cấp hàm lượng protein dồi dào giúp xây dựng xương và cơ bắp. Trong loại thịt này còn nhiều sắt và kẽm, có tác dụng tích cực cho hệ thống miễn dịch. Thịt đỏ còn cung cấp vitamin B12 giúp tạo ADN và giữ cho các tế bào thần kinh và hồng cầu khỏe mạnh. Bạn thấy đấy, thịt đỏ mang lại khá nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, có nên ăn thịt đỏ để giảm cân không? Theo các chuyên gia, các chế độ ăn kiêng như keto, low carb thường chứa nhiều thịt đỏ, gây mất cân bằng dinh dưỡng, rối loạn chuyển hóa khi áp dụng để giảm cân trong thời gian dài. Các chế độ ăn này đều hướng tới giảm lượng carbon hydrate, tăng lượng protein và chất béo lấy từ thịt, rau xanh để kiểm soát cân nặng. Và phần lớn mọi người thường ăn thịt bò, lợn trong các bữa ăn kiêng của mình. Khi cơ thể tiếp nhận quá nhiều thịt đỏ và mất cân bằng dinh dưỡng, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, lipid máu, xơ vữa động mạch, tăng axit uric, bệnh gút. Nhiều trường hợp cao tuổi bị ảnh hưởng chức năng thận do ăn chế độ ăn low carb trong thời gian dài. Một số nghiên cứu còn chỉ ra ăn quá nhiều thịt đỏ gây nguy cơ ung thư cao. Vậy phải chăng chúng ta đang sai lầm hay chưa hiểu đúng khi ăn ít clean chứa nhiều thịt đỏ? Ít clean có nghĩa là ăn sạch, lựa chọn các thực phẩm sạch, không bị ô nhiễm hoặc có hại cho sức khỏe, cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên, nhiều người lầm tưởng ít clean là loại bỏ hoàn toàn tinh bột và chất béo, không lựa chọn thực phẩm theo nguyên tắc nói trên. Có người chỉ uống nước quả, một số chỉ ăn thịt và chút rau để giảm mỡ. Cũng có người chỉ ăn các loại thịt gà, bò, lợn và rau. Tinh bột chỉ được nạp một lần trong ngày vào buổi sáng. Kết quả tổng điều tra về dinh dưỡng 2019-2020 cho biết, mỗi người Việt Nam tiêu thụ trung bình 134 gram thịt mỗi ngày, trong đó có khoảng 100 gram thịt đỏ, còn lại là thịt gia cầm và các sản phẩm từ thịt. Mức tiêu thụ thịt đỏ cao hơn ở thành thị, trung bình một ngày là 117 gram, trong khi đó mức thịt đỏ được khuyến cáo là 70 gram một ngày. Trong chế độ ăn kiêng, mọi người sẽ có xu hướng giảm dung nạp carbon hydrate. Trong khi đó, carbon hydrate hay còn gọi là carb là nguồn cung cấp năng lượng chính của cơ thể, đặc biệt là cho não bộ, các nguồn carbon hydrate tự nhiên mà con người sử dụng như ngũ cốc, trái cây. Việc cắt giảm quá nhiều lượng carbon hydrate có thể để lại hậu quả cho cơ thể. Một nghiên cứu trên tạp chí Lancet năm 2018 cho thấy, khi chế độ ăn giảm tới 40% lượng carb, tức dưới 200 gram carbon hydrate sẽ tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong tới 40% so với người ăn chế độ thông thường. Những người nhịn ăn carb bị choáng váng, ảnh hưởng tới giấc ngủ, tăng stress. Chế độ ăn ngắt quãng cùng với tăng thịt cũng làm mất cân bằng các chất, gây tổn thương đường ruột, rối loạn tiêu hóa và giảm sức đề kháng của cơ thể. Vậy thịt đỏ ăn bao nhiêu là đủ? Viện nghiên cứu ung thư Mỹ khuyên cáo mỗi người nên ăn không quá 3 lần thịt đỏ trên tuần. Tổng lượng thịt đỏ một tuần khoảng 350 đến 500 g sau chế biến, tương đương tối đa khoảng 700 g thịt sống và không bao gồm trọng lượng của xương. Người trưởng thành nên tiêu thụ 70 g thịt đỏ mỗi ngày. Tỷ lệ các chất glucid, protein, lipid là 64%, 16%, 20% trên tổng năng lượng ăn vào. Tóm lại, để có thể giảm cân một cách hiệu quả, bạn nên ăn uống cân bằng, lựa chọn đa dạng loại thực phẩm theo tháp dinh dưỡng được khuyến nghị. Hãy chọn cho mình thực đơn phù hợp, sau đó thực hiện nghiêm ngặt kế hoạch đã đặt ra. Kết hợp tập luyện thường xuyên cũng sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Không nên chạy theo trào lưu ăn kiêng, thay vào đó nên lắng nghe nhu cầu của cơ thể, thay đổi thói quen tiêu dùng thịt, ăn uống lành mạnh hơn, đó mới là gốc rễ để có body cân đối và sức khỏe tốt hơn. Chúc bạn thành công. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.